Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin thông điệp của Thủ tướng Chính. Ngày 31 tháng 5, BBC tiếng Việt có bài Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông và động thái của Thủ tướng Chính. Theo đó, nhiều tháng trở lại đây, Trung Quốc đã tăng cường cho nhiều loại tàu hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, EEZ, gây căng thẳng trên Biển Đông. Hiện nay, theo BBC, tàu hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc đang hoạt động trong EEZ của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5, gần các lô dầu khí mà Việt Nam và Nga đang khai thác. Hình ảnh bài trên BBC. Ngày 25 tháng 5, Việt Nam công khai yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi khi các tàu này đang ở lô 129 do Việt Gazprom điều hành, nhưng Trung Quốc vẫn phớt lờ. Ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ đã viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, báo chí nhà nước Việt Nam không hề đề cập tới tên Trung Quốc trong suốt bài tường thuật về lễ dâng hương tưởng niệm của người đứng đầu chính phủ. BBC dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp từ Hà Nội nhận định rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc dùng các tàu dân binh vào chiến dịch vùng xám ở biển Việt Nam, một bước được xem là leo thang xung đột trong khu vực. BBC cho biết, ngày 10 tháng 5, tàu nghiên cứu Trung Quốc, hai tàu tuần duyên và 11 tàu đánh cá đã vào lô 0304 của Vietsoft Petro, một liên doanh giữa Zarubenev của Nga và Petro Việt Nam. Các tàu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và 131 mà Việt Nam đã cấp phép cho Việt Gazprom, một liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và Petro Việt Nam. Trung Quốc đã đưa ra hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cấp phép cho hai lô đó. Đây là hàng loạt các động thái mà ngày càng quyết đoán gần đây của Bắc Kinh trong EEZ của Việt Nam, khi Bắc Kinh thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer từ Úc nhận xét với BBC rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ lùi bước trước các tuyên bố chủ quyền của mình đối với Biển Đông, cho dù là dựa trên đường chính đoạn phi pháp hay yêu sách tứ xa. Hình ảnh BBC đưa tin Trung Quốc phớt lờ tuyên bố của Việt Nam. BBC dẫn lời ông Ray Powell, người đứng đầu dự án MIUSHU của Đại học Stanford về Biển Đông, nói với Reuters rằng hành vi của Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam là một sự leo thang đáng lo ngại. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định Việt Nam lên tiếng các vụ tàu Trung Quốc cho thấy Việt Nam coi các tàu dân binh không phải là tàu đánh cá mà là tàu xâm phạm biển Việt Nam, vi phạm pháp luật về biển. Giáo sư Carl Thayer đề xuất rằng để thận trọng, Việt Nam cần phải cắt cử các tàu thực thi pháp luật hàng hải, thiết lập sự hiện diện ở vùng gần bãi Tư Chính và giám sát các hoạt động của Trung Quốc. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp đánh giá Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ bằng mọi cách để bảo vệ phần biển Đông mà Bắc Kinh tự cho là của mình, kể cả sử dụng vũ lực. Nhìn lại năm 2017, 2018 và 2019, Trung Quốc đã quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng gần bãi Tư Chính và được cho là đã đe dọa buộc Việt Nam phải ngừng hoạt động thăm dò tại các lô của Respond, một công ty Tây Ban Nha. Tuy nhiên, BBC cho biết ông Carl Thayer phân tích rằng tình thế năm 2023 đã hoàn toàn khác do cuộc xâm lược Ukraine của Putin cộng với yếu tố Nga và Trung Quốc đang hình thành mối quan hệ đối tác không có giới hạn. Nga hiện là đối tác nhỏ hơn và phụ thuộc vào Trung Quốc. Trung Quốc chắc chắn sẽ gây áp lực buộc Moscow phải can thiệp với Zarubenev và Gazprom. Nga sẽ miễn cưỡng đình chỉ hoạt động của các công ty dầu mỏ kiếm tiền và làm tổn hại đến quan hệ với Việt Nam, giáo sư Carl Thayer nêu dự đoán. Hình ảnh tin Thủ tướng thăm Nghĩa trang Vị Xuyên. Vị Xuyên là một chiến trường ác liệt trong cuộc chiến tranh biên giới kéo dài từ tháng 2 năm 1979 đến năm 1989. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đến đây dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Vị Xuyên khi chưa đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 cho thấy Việt Nam không quên hành động xâm lược của Trung Quốc năm 1979. Giáo sư Carl Thayer nhận định đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến công chúng Việt Nam lẫn Trung Quốc. Thủ tướng Chính đã báo hiệu cho người dân hai nước rằng Việt Nam sẽ chiến đấu để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nhận định nếu các hành động chiến thuật vùng xám của Trung Quốc vượt qua các giới hạn phi xung đột thì có khả năng xung đột sẽ bùng phát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin thông điệp của Thủ tướng Chính. Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc bạch hóa yêu sách của họ ở Biển Đông. AFA tiếng Việt ngày 1 tháng 6 có bài
Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc minh bạch hóa yêu sách cấm biển và chuẩn bị ra tòa quốc tế. Phỏng vấn nhà nghiên cứu Biển Đông Trương Nhân Tuấn đến từ Pháp. Hình ảnh bài phỏng vấn của ông Trương Nhân Tuấn trên AFP. Theo ông Trương Nhân Tuấn, tranh chấp ở vùng biển Tư Chính Vũng Mây bắt nguồn từ năm 1993 đến nay đã là 30 năm. Vùng Tư Chính Vũng Mây vốn chỉ cách bờ biển của Việt Nam từ 150 đến 200 km thôi, tức là hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thềm lục địa cả về mặt pháp lý lẫn địa lý của Việt Nam. Khi Trung Quốc cho đấu thầu để khai thác, Việt Nam lúc đó phải đưa tàu hải quân ra và lúc đó phải nói tình trạng rất căng thẳng. Năm 1995, Việt Nam thiết lập bang giao với Mỹ, từ khi đó thấy rằng tình hình Biển Đông êm dịu hẳn đi. Mặc dù tới năm 2014, Trung Quốc có biện pháp gọi là tằm ăn dâu, tức là họ xây dựng các đảo đá chiếm của Việt Nam từ hồi 1988 trở thành các đảo nhân tạo. Và sau đó, bắt đầu từ năm 2015, 2017, khi chuyện xây dựng trên xong, thì họ liền quân sự hóa các đảo đó. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, cho đến nay, chưa thấy ai nói Việt Nam phải có một phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này. Theo ông, chính phủ Việt Nam trước hết phải yêu sách Trung Quốc, yêu cầu họ phải bạch hóa quyền mà họ nói là có ở vùng Tư Chính Vũng Mây của Việt Nam, xem quyền đó trên căn bản cơ sở nào. Đồng thời, thay vì thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính nên đến văn phòng của Tòa trọng tài thường trực quốc tế BCA mới được mở đại diện chi nhánh ở ngay Hà Nội. Hình ảnh thông tin về Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nghĩa trang Vị Xuyên như một thông điệp gửi tới Trung Quốc. Ông Tuấn cho rằng việc đi viếng nghĩa trang Vị Xuyên, tức là ông Chính ra một dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng dùng vũ lực đổ máu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Theo ông Tuấn, dấu hiệu như thế là hoàn toàn sai. Ông Tuấn đồng ý rằng Việt Nam có sự chính đáng hoàn toàn để bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng ít nhất chính phủ Việt Nam phải yêu cầu làm rõ quyền tài phán của Trung Quốc xuất phát từ đâu. Ông Tuấn đặt vấn đề rằng tranh chấp ở Tư Chính Vũng Mây xảy ra sau khi hội nghị Thành Đô kết thúc, có những đồn đại về hội nghị này và chúng ta không biết lãnh đạo Việt Nam có nhìn nhận quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông hay không. Nhưng Trung Quốc phải có một căn cứ gì đó, họ mới nói rằng họ có quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam. Do đó, theo ông Tuấn, điều chính yếu nhất, khẩn cấp nhất, trọng tâm nhất là phải làm cho rạch ròi quyền tài phán của Trung Quốc ở vùng biển Tư Chính Vũng Mây, xem nó đặt trên căn bản cơ sở nào. Để rồi từ đó Việt Nam mới có một biện pháp để đối phó với những yêu sách của Trung Quốc. Quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đi, nhưng chính quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn luôn thuộc về Việt Nam. Do đó, Việt Nam có quyền chính đáng dựa trên quyền chính đáng đó để nhờ một cơ quan trọng tài quốc tế phân giải. Trường hợp đưa ra trọng tài phân giải là khi yêu sách của Việt Nam đặt ra cho Trung Quốc mà Trung Quốc từ khước giải thích, từ khước đàm phán, khi đó bắt buộc Việt Nam phải đi tới giải pháp pháp lý. Và đến khi giải pháp pháp lý kiệt cùng rồi, lúc đó mới nhắm tới những giải pháp khác. Và khi Việt Nam đã trải qua những thủ tục bắt buộc, giả sử như đàm phán ngoại giao hay là thương lượng, rồi qua đến pháp lý mà tất cả đều bị Trung Quốc bác bỏ hết, thì Việt Nam lúc đó sẽ có một tư cách chính đáng để nói về quyền tự vệ chính đáng. Hình ảnh phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế BCA năm 2016 sau khi thụ lý vụ Philippines kiện Trung Quốc. Khi Việt Nam có quyền tự vệ chính đáng đó, giả sử như là Ukraine hiện nay, thì quốc tế mới có thể giúp đỡ chúng ta. Còn khi Việt Nam chưa đòi minh bạch hết các căn cứ về các quyền của Trung Quốc mà đề cập đến vấn đề tôi sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ, thì liệu quốc tế có biết rằng hành vi sẵn sàng sử dụng vũ lực của Việt Nam khi đó khó là bảo vệ, có thuyết phục hay không? Về vùng xám, ông Tuấn nêu quan điểm, có nhiều quan điểm khác nhau về định nghĩa của vùng xám, có người hiểu theo tinh thần của địa lý chiến lược, có người hiểu theo giải thích của quân sự, tức là Trung Quốc sử dụng biện pháp mà dưới chiến tranh một chút. Ông Tuấn cho rằng, nếu đứng trên quan điểm pháp lý thì vùng xám là nơi mà ở đó pháp lý chưa nói hết một cách rõ rệt. Chẳng hạn như vùng Trường Sa trước khi mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế ra phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo phụ lục 7 của Bộ luật quốc tế về biển, Công ước của Liên hiệp quốc về luật biển UN Clause 1982 là một vùng xám,
Tức là mỗi quốc gia có sự giải thích khác nhau về quần đảo Trường Sa. Chỉ đến khi tòa BCA ra phán quyết 12 tháng 7 2016 thì tất cả đều minh bạch và ở vùng Trường Sa không còn là vùng xám nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc bạch hóa yêu sách của họ ở Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d